Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ bạn chủ đề giá trị đồng tiền phần 3. Trong phần video này được cái nguồn được lấy từ phòng giáo dục Phú Riền và Cà Phê Bích. Câu thì chuyện đầu tiên, chuyện vay tiền không trả. Vài năm trước, một người đồng nghiệp cũ nhiều năm không liên lạc được với tôi, đột nhiên muốn gặp và nói rằng trong gia đình anh ấy có chuyện cần giúp đỡ khẩn cấp, nên anh ấy muốn mượn tôi 10.000 đô. Lúc đó tôi hơi do dự, vì khi còn làm việc ở công ty cũ, mối quan hệ chúng tôi không hề tốt chút nào. Nhưng khi anh ấy đề cập đến thời gian trả, cam đoan rằng tháng sau sẽ trả lại tiền cho tôi, nhiều nhất là không quá 2 tháng. Bằng cách này tôi cũng ngậm ngùi chuyển khoản 10.000 đô cho anh ấy. Tuy nhiên, mấy tháng sau khi đề cập đến chuyện trả tiền, anh ấy bắt đầu viện đủ lý do để lùi thời gian trả tiền, tôi cũng chỉ biết im lặng. Đến nay đã hơn 4 năm và số tiền đó tôi vĩnh viễn không nhận lại được. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy đã chấm dứt hoàn toàn, không còn liên lạc với nhau nữa. Nói ra đây, điều tôi muốn nói với các bạn là chuyện vay tiền ai cũng nên học cách từ chối. Trước khi đồng ý cho ai vay tiền, hãy cân nhắc kỹ lý do để giảm thiểu rủi ro không mong muốn. Nếu cảm thấy không ổn, hãy từ chối khéo léo. Sau đây, đó các bạn, tiền bạc ai cũng thiếu, có những lúc cần phải giúp đỡ bạn bè, nhưng có những loại người, có những người bạn, có những người mà mượn tiền họ không trả rồi mất tiền mất bạn. Tất nhiên trong cuộc sống vẫn có người tốt, có những người chúng ta cần phải giúp đỡ, có những người chúng ta cần phải quan tâm, nhưng có những loại người bạc bẽo như thế. Thành ra trước khi cho mượn tiền, bạn hãy cân nhắc, có khi cho mượn tiền và mất cả người bạn. Và sau đây những câu nói hay về tiền. Nếu được chọn giữa tiền và sự quyến rũ, hãy chọn tiền. Khi bạn già đi, tiền sẽ trở nên thành nét quyến rũ của bạn. Catherine Hepburn. Tiền bạc là cội rễ của mọi điều xấu xa. Tiền mang lại cho bạn sự tự do. Tiền mang lại cho bạn sức mạnh để theo đuổi ước mơ của mình. Tiền mang lại cho bạn sự an toàn. Những đồng tiền giống như những nô lệ, nếu không theo dõi chúng sẽ đi khỏi, tục ngữ Congo. Đồng tiền không phải vạn năng, cũng không, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng. Trên đời có ba thứ nguy hiểm nhất: rượu ngon làm ta mất lý trí, tiền bạc nhiều làm ta bất chính, vợ đẹp làm ta đau khổ nhiều, vì rượu ngon khiến ta thích uống. Tiền nhiều thường làm mờ ám lương tri, vợ đẹp thường hay phản bội, vì thế tốt nhất là mất cả ba. Sách trời. Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất cuộc đời, và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng. Nếu bạn biết những giá trị đồng tiền ư, hãy đi vay một ít mà xem. Benjamin Franklin. Đây, câu này rất quan trọng các bạn, tôi rất tâm đắc. Nhiều người nói tiền, nói rằng tiền không quan trọng, nhưng những người đó như thế họ thường thường họ không kiếm được tiền. Mà các bạn đã thử cứ đi vay tiền rồi, các bạn sẽ thấy cái trách nhiệm trả nợ nó sẽ nặng nề ra như thế nào. Và tôi đã từng trải qua như thế. Vì vậy các bạn hãy nhớ, tiền là vô cùng quan trọng và vô cùng giá trị. Chưa bao giờ tôi gặp một tình huống mà chỉ làm cho câu chuyện tồi tệ đi. Lyndon Johnson. Không cho bạn mượn tiền có thể mất bạn, nhưng cho bạn mượn tiền có thể mất bạn, mất luôn cả tiền. Vay tiền, trả tiền, phép thử lòng người. Có một thứ tiền không thể mua được, đó là sự nghèo khó. Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù, lao tơ. Người giàu không làm việc vì tiền, người giàu làm việc vì cơ hội. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó, đó là lỗi của bạn. Bill Gates. Mất tiền là mất mát lớn, mất bạn là mất mát lớn hơn nữa, mất niềm tin là mất hết. Eleanor Roosevelt. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa? Trên đây là câu chuyện về một người bạn vay tiền không trả và những câu nói giá trị về tiền để chúng ta suy ngẫm. Có những câu nói đúng, có những câu nói về mặt trái của đồng tiền, có những câu nói về giá trị của đồng tiền. Nếu bạn thấy video này, clip này hay, giá trị, các bạn hãy like, comment và đăng ký kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Cảm ơn các bạn.